Quý vị và các bạn thân mến, đối với nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn ở phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, niềm vui lớn nhất là luôn được truyền dạy những điệu xòe cổ cho thế hệ trẻ. Điệu đàn mỗi tháng một lần, nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn lại đến nhà văn hóa hay nhà các trường thôn bản trên địa bàn để tổ chức các lớp dạy 6 điệu xòe cổ cho các cháu học sinh. Theo nghệ nhân, dạy múa xòe cho các cháu phải kiên trì, chịu khó, tỉ mẩn từng động tác và trao truyền cả tình yêu với điệu xòe, và mỗi điệu xòe cứ thế được trao truyền tiếp nối. Bà Văn dạy cháu rất nhiều điệu xòe ạ, như điệu xòe tung khăn, đi vòng tròn vỗ tay. Và cháu sẽ luôn luôn đi theo bà để học những điệu xòe khác. Cháu cảm thấy những điệu xòe này truyền lại cho cháu những điều thú vị ạ. Năm 2021, nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc Thái Tây Bắc. Cùng với niềm vui là trách nhiệm, nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn cùng với các nghệ nhân khác trên địa bàn thị xã và mỗi người dân Nghĩa Lộ, Mường Lò phải gìn giữ, bảo tồn và phát triển các điệu xòe để di sản xòe sống mãi trong cộng đồng, nhất là trong thế hệ trẻ sau này. Cùng kết hợp với nhà trường để dạy cho các cháu những các điệu xòe, điệu múa của dân tộc dân gian cùng với những các điệu hát khắp để duy trì làm sao những cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình không mai một. Thì văn này có năng khiếu, dạy ít mà biết nhiều. À, thứ hai nữa là cái tính say mê của cô Hoàng Thị Văn này ấy, phần nói là không ai so sánh, nó thật ra mà nói ấy, ở trong cái đất này ấy, không ai so sánh bằng nổi đâu. Mà vừa rồi ấy, thì do cái sự cố gắng nhiệt tình thì đã giúp cho cái xòe của chúng ta đấy được UNESCO người ta công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại ấy, cũng là nhờ một phần nào của cái công việc của cô đóng góp. Mà tôi thấy rằng là cái cô này rất là say mê. Vừa rồi thì được nhà nước công nhận là nghệ nhân dân gian, điều đó là rất là xứng đáng thôi. Với nghệ nhân Hoàng Thị Văn, mỗi ngày được cầm tay truyền dạy cho các em múa xòe là một niềm vui lớn nhất, vì tiếp tục được đóng góp sức bảo tồn và xây dựng xòe Thái trở thành một nét văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.